Hôm nay ngày 16 tháng 10 tại thành phố Vinh, Đảng bộ tỉnh Nghệ An sẽ bắt đầu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2020. Nghệ An có 17 xã thuộc diện cảnh báo đặc biệt về nguy cơ lũ quét, lũ ống. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã bắt đầu một ngày mới với bản tin chào buổi sáng của báo Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay một sự kiện chính trị quan trọng diễn ra tại thành phố Vinh, đó là Đảng bộ tỉnh Nghệ An sẽ bắt đầu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 448 đại biểu, đại diện cho trên 193.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, Đại hội sẽ tiến hành tổng kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở đó, Đại hội chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng tiếp tục thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại hội sẽ tiến hành lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, thực sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và tính chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, để bầu 64 đồng chí, khuyết 2 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại hội cũng sẽ lựa chọn bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ, cho ý chí và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà. Đại hội diễn ra trong 3 ngày, 16, 17, 18 tháng 10. Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2020. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp công dân Trần Thị Loan ở xóm Tây Lộc, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu liên quan đến tố cáo của bà đối với hoạt động chuyên môn của phòng khám đa khoa tư nhân Trường An tại huyện Diễn Châu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã tiếp bà Đoàn Thị Thu, đại diện cho 20 hộ dân xóm 1 xã Diễn An, huyện Diễn Châu, kiến nghị phản ánh một số tồn tại bất cập trong đời sống, sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp khi thực hiện quá trình sáp nhập các hộ dân của xóm 2 cũ sang xóm 1 mới. Công dân Nguyễn Văn Hóa trú tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn kiến nghị cấp thẩm quyền khẩn trương thực hiện di dời, bố trí tái định cư đối với các hộ gia đình trú tại làng Hợp Thành, nay là xóm Đông Lâm, xã Nghĩa Lâm, bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường do dự án chăn nuôi bò sữa tập trung gây ra. Sau khi nghe ý kiến, các cơ quan chức năng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành liên quan giải quyết cụ thể từng nội dung. Đoàn kiểm tra về công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ vừa có cuộc làm việc với Sở Du lịch. Báo cáo của Sở Du lịch cho biết, Sở đã thực hiện quyết liệt trong cắt giảm thời gian giải quyết của 9 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 100% hồ sơ được tiếp nhận đều xử lý trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. Trong quá trình xử lý không có sai sót nào xảy ra, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao rõ rệt, thủ tục hành chính công khai, minh bạch. Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chỉ đạo toàn diện của Sở Du lịch, là đơn vị mới thành lập nhưng là đơn vị đi đầu trong thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh. Đồng thời, đề nghị Sở tiếp tục tăng cường vai trò của chi bộ trong công tác cải cách hành chính, rà soát đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý và thực thi nhiệm vụ. Thông tin được nhiều người dân quan tâm, địa bàn Nghệ An hiện có 280 điểm cảnh báo nguy cơ lũ ống, lũ quét trên địa bàn 6 huyện miền núi: Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp và Con Cuông. Trong đó, 17 xã có nguy cơ lũ quét đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng đến 2.575 hộ với trên 15.000 người cần phải sơ tán khi xảy ra sự cố mưa lũ. Theo đó, huyện Kỳ Sơn có các xã Mường Típ, Mường Ải, Mỹ Lý, Na Ngôi, Nậm Càn, Keng Đu. Huyện Tương Dương gồm các xã Yên Tĩnh, Yên Na, Nga Mi, Xương Mi, Mai Sơn, Lưu Kiền. Huyện Quế Phong gồm các xã Tri Lễ, Thông Thụ, Nậm Giải, Nậm Nhóm, Quang Phong. Để giảm thiểu thiệt hại do lũ ống, lũ quét gây ra, Nghệ An sẽ tập trung nguồn lực, từng bước bố trí sắp xếp lại dân cư gắn với sinh kế các khu vực có nguy cơ lũ quét, ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn xây dựng bố trí chỗ ở an toàn cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Thông tin đáng chú ý, sau khi bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi sâu vào đất liền, không gây ảnh hưởng đến người và tài sản, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã dỡ lệnh cấm biển. Theo đó, các ngư dân được phép ra khơi, đánh bắt hải sản và hoạt động trên biển. Các chủ tàu thuyền phải thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết trên biển để chủ động phòng tránh và xử lý kịp thời các tình huống xấu nhất có thể xảy ra, duy trì liên lạc với gia đình, Ủy ban Nhân dân xã và các đơn vị liên quan. Một thông tin rất vui với người hâm mộ thể thao tỉnh nhà, đó là U13 Sông Lam Nghệ An đã đánh bại U13 Hải Dương trong trận chung kết giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2020 diễn ra trên sân vận động Vinh. Chiến thắng này khẳng định kỳ tích của đội bóng trẻ xứ Nghệ khi 3 năm liên tiếp vô địch. Cú hat-trick vô địch này giúp số lần vô địch của U13 Sông Lam Nghệ An lên con số 8. Trước đó, Sông Lam Nghệ An đã vô địch giải đấu này vào các năm 1997, 1998, 2003, 2013, 2014, 2018, 2019. Không chỉ đoạt chức vô địch, U13 Sông Lam Nghệ An còn thâu tóm các giải cá nhân. Cụ thể, tiền đạo Trần Quốc Hòa đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc của U13 Sông Lam Nghệ An đoạt danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất. Đây thực sự là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu và một lần nữa cho thấy sức mạnh truyền thống trong đào tạo trẻ của Sông Lam Nghệ An. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.